Trong bài hát Giáng Ngọc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, mẹ đã cho em cái gì? A là đôi má hồng, B đôi đồng tiền, và C cặp mắt biết nói. Thời gian bắt đầu. Mẹ cho em đôi mắt xanh rồi. Ba. Cùng xem đáp họ nào, mời đáp án. Không phải cặp mắt đâu. Hai đội đã mắt sai. Mà. Em hai đội. Đáp án chính xác phải là đôi đồng tiền. Trời ơi. Gì vậy? Thiệt luôn á. Là cái hành động cái chân này là sao? Em gung. Em gung. Đội chị cho như mẹ em sợ lắm rồi. Cố gắng mình giữ bình tĩnh nha. Đội này tình nguyện luôn.